Hello, xin chào các bạn tới ITP Club Channel. Thì hôm nay tiếp tục là mình sẽ review lại cho các bạn về thị trường cũng như là có những cái nhận định về thị trường và các nhóm ngành nào chúng ta cần quan tâm trong thời gian tới. Đây, thì mình sẽ mở ra cho mọi người cùng xem về thị trường ở đây. Thì các bạn mà các chị thấy được là trong ngày hôm nay thì VN-Index của chúng ta là tổng kết phiên là giảm đi 16 điểm, hơn 16 điểm và tương đương với lại 1,37%. Thì với cái thanh khoản là 11.445 tỷ, đóng cửa thì các bạn thấy là với sự giảm điểm này thì có 319 mã giảm và tương đương với lại có 11 mã giảm sàn, có 65 mã đứng giá và 131 mã tăng, và trong đó có 7 mã tăng trần. Còn đối với VN30 thì các bạn mà các anh chị thấy là giảm nhiều hơn, giảm hơn tới 22,52 điểm và tương đương với 1,83%, và cái thanh khoản của chúng ta là chỉ có 4.394 tỷ. Trong 30 mã này thì các anh chị và các bạn thấy là có tới 24 mã giảm, 4 mã đứng giá, 2 mã tăng. Và có một cái điều rất là đặc biệt, mình thấy có một điều rất là đặc biệt ở đây, đó là trong phiên các cổ phiếu của nhà họ Vin có những cái thông tin về lời đồn là bị cấm xuất cảnh, thì trong phiên sáng thì cũng có những cái thông tin là lời đồn đó không đúng với sự thật, và buổi chiều nữa thì cũng đang làm việc và xác minh lại những cá nhân và tổ chức gì đó đang gọi là có những cái thông tin trái sự thật đó. Còn sự thật như thế nào, chính xác hay chưa thì chúng ta cũng chưa biết. Thì như vậy thì các bạn và các anh chị thấy là gì, đối với lại VIX, đó là cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là giao dịch trong buổi sáng có những cái lúc giảm rất mạnh, nhưng mà cái phiên ATC cuối cái phiên chiều đóng cửa thì VIX nè, rồi Vinhome, VIX và Vinhome kéo lên tăng rất là mạnh, tăng rất là mạnh ha. Và VIX đóng cửa ở cái giá tham chiếu, còn Vinhome thì chỉ giảm nhẹ thôi, giảm cũng dưới 1%. Còn đối với VRE có những cái lúc thời gian chúng ta thấy là chạm sàn, đúng không? Chạm sàn đây các bạn, chạm sàn vào cái giá 25.15 rồi cũng có bật tăng, thì đóng cửa phiên thì cũng bật tăng lên. Thì như vậy thì các bạn và các chị thấy là với thị trường này, đó là cái lực kéo trong lúc mình thấy là có những cái lúc thời khoảnh khắc là nằm ở cái vùng 1.144 điểm. Thì đóng cửa thì các bạn thấy là chỉ có khoảnh khắc chút xíu thôi, khoảng tầm 15-20 phút thôi. Trước đó thì các bạn thấy là bây giờ đã kéo lên, thị trường kéo lên tầm khoảng hơn mười mấy điểm, tầm khoảng 11-12 điểm. Như vậy thì các bạn thấy là cũng tương đối ha, tương đối với thị trường, với cái thanh khoản cũng tương đối lăn quanh ở cái vùng 10.000 tỷ, cũng tương đối là hấp dẫn rồi, cũng không quá gọi là sụt giảm thanh khoản và cũng không quá đột biến về thanh khoản. Rồi, chúng ta cùng về nhìn về lại coi khối ngoại sẽ như thế nào. Còn ở đây thì mình thấy là khối ngoại thì các bạn và các anh chị cũng sẽ thấy được là trong phiên giao dịch hôm nay thì mua bán cũng tương đối không nhiều, nhưng mà kết phiên thì có mua bán trái chiều nhau. Ở trái chiều nhau ở đây thì các bạn thấy là gì? Đó là bán ra, mua giá trị thì mua và khối lượng là bán. Thì như vậy ý nghĩa là chúng ta thấy là mua vào các cổ phiếu lớn, các cổ phiếu mang giá trị lớn, còn theo về khối lượng thì bán ra các cổ phiếu về nhỏ hơn, penny hoặc là midcap gì đó. Thì ở đây thì các bạn thấy là mua theo giá trị thì mua rộng, nhưng mà xét khối lượng là bán nha. Thì ở đây các bạn xét về giá trị nè, cho thể thấy thực các cổ phiếu nào mua bán rất là nhiều. Đó, thì có những cổ phiếu như Vinamilk mua nè, đó, dạo gần đây thấy là cũng nên để ý tới Vinamilk. Đó, Vinamilk khi các bạn thấy là được mua vào rất là nhiều ha. Rồi Zimmerdebt nè, rồi PNG, MWG, STB, Masan, Hòa Phát, VRE, rồi chứng chỉ VN Diamond, rồi VIB,
Rồi trong ở cái chiều bán ra thì thấy là có những cổ phiếu như SI, rồi Đạt Phú Mỹ, VND, Vinhome, Vietcombank, Đàm Cà Mau, HCM, Khang Điền, VCI và FRT. Đó, đây là những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là bị bán khá là nhiều. Còn về tổng hợp thị trường thì chúng ta thấy là trong ngày hôm nay đa phần thị trường giảm thì cũng ảnh hưởng tới các nhóm ngành chung. Thì mình thấy là cái nhóm ngành chung đều đa phần là giảm, chỉ có cái nhóm ngành về xây dựng và công nghệ thông tin là có xanh điểm thôi, còn phụ tùng và ô tô thì tương đối là được giá được mà, 0,001% thì cũng không quá nhiều ha. Những cổ phiếu này tương đối là nằm ở cái vị trí đứng giá thôi. Rồi, thì theo quan sát của mình thì mình thấy là hai cái cổ phiếu như VIX và Vinhome thì có những cái giao dịch khá là đặc biệt ha, khá là đặc biệt trong ngày hôm nay. Rồi nhóm về các bạn các anh chị thấy là cái nhóm về thiên thịt heo như là BAS, rồi Dabaco, HAG thì có những cái sự sức sức tăng rất là mạnh liệt không, tăng rất là mạnh, thì chút nữa chúng ta cũng cần nhìn qua những cái cổ phiếu đó ha. Đây mình ghi lại để mình chia sẻ cho các bạn các anh chị những cái cổ phiếu như BAF nè, đó, Dabaco, rồi HAG, đúng không? Cổ phiếu này. Rồi bên dòng dịch vụ y tế thì mình thấy là có GVC, không? Có GVC thì tăng rất là tốt. Hôm nay có một cái sự tăng trần của GVC. Rồi như là IMV cũng tăng rất là tốt, nhưng mà cuối phiên là đóng ở cái thẻ tham chiếu thôi. Đó, thì ở đây thì các bạn thấy là về khối lượng thì có những cái cổ phiếu như thế này thì có thanh khoản thôi, còn lại thì tương đối là không có thanh khoản ở cái nhóm về y tế. Đó, thì chúng ta cũng cần lưu ý đối với nhóm y tế ha, có những cái cổ phiếu phải có thanh khoản thì chúng ta mới giao dịch được. Rồi, đó là chúng ta cùng nhìn về tổng quan của thị trường và chúng ta coi dòng tiền của thị trường như thế nào. Thì trong đây thì thấy là đóng góp vào cái lực giảm điểm của thị trường hôm nay đó là các nhóm về ngân hàng, đa phần thấy là cái nhóm ngân hàng, nhóm về như Masan bán lẻ này, rồi cái nhóm về như VRE, Vinhome chắc đã biết rồi đó, và cả các phiếu điện như RE cũng có mang đóng góp vào cái độ giảm điểm của thị trường. Thì ở chiều ngược lại thì thấy là các cổ phiếu về dòng như bất động sản nha, cả như KBC rồi DG rồi VGC là bất động sản khu công nghiệp, và những cái cổ phiếu như HAG, Dabaco theo rồi đó. Và đặc biệt hôm nay thì mình thấy là có cổ phiếu về như là các cổ phiếu về chứng khoán, đúng không? Bạn thấy là về các cổ phiếu chứng khoán thì có về như là SSI. Ở đây bạn thấy là AI được giao dịch cũng tương đối là tốt ha, bạn thấy là giao dịch tương đối là tốt ha, vẫn là tích cực, vẫn giữ được sắc xanh. Nhưng các cổ phiếu còn lại như bạn thấy là HCM cũng có những cái phiên giảm sàn rồi đó, HCM giảm sàn rồi, như VCI cũng giảm khá là mạnh nè, VND cũng giảm mạnh nè, rồi FTS nè, FTS cũng giảm sàn nè. Thì những cái cổ phiếu như vậy thì thấy là cũng tương đối là giảm khá mạnh, chỉ có riêng ông SI là tăng thôi. Đúng không? Rồi, đó là chúng ta thấy là về đóng góp của về thị trường ha. Còn về như các thanh khoản chuyển động của thị trường thì các bạn và các anh chị thấy là trong cái phiên sáng thì cái thanh khoản của thị trường cũng khá là eo ụt. So với phiên trước thì trong buổi trưa ở cái phiên nghỉ trưa cho tới phiên chiều thì cái thanh khoản cũng khá là eo ụt ha, chỉ có phiên gần chiều đó thì cái thanh khoản của thị trường mới bắt đầu lớn dần lên, gần như nó nằm ở chạm ở cái ngưỡng gần bằng ở một tuần trước đó, thì chúng ta cũng thấy được ha trong những cái đoạn này. Rồi như vậy thì đối với thanh khoản thì chúng ta thấy là đối với thị trường thì cũng không quá đột biến, cũng không có cái gì quá đột biến ha. Đa phần thì hôm nay thì các bạn thấy là tương đối là giảm điểm mạnh đó, chỉ có những cổ phiếu tím thôi.
cũng không quá nhiều cổ phiếu tím được đó, liên quan tới nông nghiệp và y tế đó, nói chung là các cổ phiếu về penny là cũng nhiều. Rồi như vậy thì mình sẽ chuyển qua để cho các bạn và các anh chị nhìn về thị trường cũng như là chúng ta coi nhìn ở đây như thế nào ha. Đó, thì hôm nay thì chúng ta thấy có một điều rất là hay, một điều rất là hay của thị trường là mình mở ra đây thì mình thấy là về cuối phiên thì index của chúng ta là điều chỉnh về gọi là kiểm tra là cái vùng thấp nhất, nó chúng thấy là rơi về ở 1144.55 đó nha, là cái điểm thấp nhất của thị trường trong ngày hôm nay. Đó, thì nó cũng là tương đương gần ở cái vùng đáy ngắn hạn trước đó. Đó, và có để tích cực hay không thì chúng ta phải cần bây giờ chờ cho index chúng ta cần có một cái sự tích lũy và vượt qua ở cái vùng 1182. Thì đây mình thấy là cái cần sự tích lũy rơi vào phải mấy ngày phiên tới, mấy phiên tới của index đúng không? Thì chúng ta cần quan sát rất là kỹ nha. Đó, bây giờ để thị trường tích cực là phải cần vượt qua em ạ. Còn mà không thì chúng ta thấy là sẽ tiếp tục là giảm đúng không? Đó đó, đó là cái đó là cái nhìn trong ngắn hạn chúng ta cũng đã thấy được ở cái điều này của index rồi. Còn về mặt chung và dài hạn hơn thì như thế nào? Thì các bạn cũng đã thấy rồi, thì mình cũng đã phân tích với mọi người. Thì về mặt dài hạn ở đây, đó, đây là về mặt dài hạn thì index mình thấy là đang có những cái sự điều chỉnh về trong cái mặt dài hạn và đang có những cái sự cân bằng trở lại trong một cái hỗ trợ rơi vào ở 1090, 1092 đúng không? Còn có một cái hỗ trợ xa hơn nó sẽ rơi vào ở 930 và 950, đó là cái vùng hỗ trợ xa. Còn ở một cái đoạn này thì chúng ta thấy là index chúng ta là vẫn đang lơ lửng ở cái đoạn này ha, và cái nguy cơ lớn nhất của nó sẽ hút giá về ở cái vùng cân bằng. Đây mình thấy là một cái vùng cân bằng của index rơi vào ở khu vực 1090, 1092. Đó thì trong trung hạn cũng như vậy các bạn đúng không? Thì ở đây là nó sẽ chỉnh về đây là một cái hỗ trợ tương đối là tốt và mình thấy là cũng là một cái vị trí mua tốt của index ở cái đoạn này. Còn ở trong tích cực hay như mình thấy nếu mà cái phần trăm mà xác suất để cho index tăng trở lại thì cũng rất là khó đúng không? Thì đây là phải cần vượt qua cái vùng kháng cự ở 1182 này đúng không? 1182 này thì cái điều tích cực nó mới xảy ra diễn ra đối với index. Còn ngược lại thì mình thấy là đa phần thì về cái điều đây thì index chúng ta bắt đầu có một cái sự tích lũy rất mạnh ở đây đúng không? Tích lũy rất mạnh và có khả năng rơi. Thì cho nên khi mà ở đây rơi thì chúng ta là cũng cần quan sát ha. Rồi các bạn thấy ở cái đoạn này nó đang rút chân, đang rút chân ở đây nha, đang rút chân ở đây thì các bạn và các anh chị cũng nên cần lưu ý thôi. Rút chân thì cũng chưa chắc hẳn là index sẽ bật tăng trở lại, đúng không? Mình cũng lý giải luôn ở trong cái đoạn này. Thì các bạn thấy là trước đó cũng có những cái sự rút chân, đúng không? Những cái sự rút chân, những cái sự rút chân và những cái rút chân đó. Thì chúng ta thấy điều gì? Đó là index của chúng ta vẫn đang tích lũy trong một cái biên dao động. Khi đó tích lũy thì nó chưa đủ, rút chân đó nó chưa thể hiện được là cái xu hướng trước đó. Mà thấy ví dụ như cái một rút chân ở đây nó giảm mạnh trong một cái đoạn như thế này và bỗng nhiên có một cái đoạn rút chân thì các bạn mới thấy được đó là xu hướng nó bắt đầu dừng rơi. Còn ở đây thì vẫn đang trong một cái xu hướng gọi là giảm và tích lũy trở lại thôi chứ chưa thể hiện là nó sẽ đảo chiều ngay đó. Thì cái đó thì các anh chị và các bạn cần lưu ý đúng không? Cần lưu ý nhỉ? Về thị trường. Còn về mặt nó chung và dài hạn hơn thì mình cũng thiên về cái hướng là nó điều chỉnh về cái vùng 1100, 1100 đó. Thì cái vùng đó thì chúng ta cần quan sát ha. Rồi hôm nay thì chúng ta thấy là có những cái cổ phiếu Dabaco đúng không? Dabaco tăng rất là tích cực thì mình cũng chia sẻ ở đây để cho mọi người cũng có cái góc nhìn đối với cổ phiếu Dabaco. Thì đối với Dabaco thì các anh chị và bạn thấy là rất là hay, mình thấy là rất là tốt, cũng rất là tốt. Nhưng có một điều là nó có một cái vùng kháng cự ở cái vùng này ha, và mình cũng không loại trừ đó là nó sẽ hưng phấn đến nỗi mà nó sẽ vượt qua ở cái vùng 27 này đúng không? Vượt qua 27 này và có thể tiến tới ở những cái vùng trên đây một tí, đó là cái vùng 28 trước khi nó bị gãy đi nè.
đó, 28 năm. Thì cho nên là mình cũng không có loại trừ cái việc đó. Thì khi mà hưng phấn như vậy á, đây bạn thấy là cái đà hưng phấn của thị trường, hưng phấn của Namaco, thì cái mảng canh, canh những cái đợt hưng phấn nhất mà chốt lời nha. Đây mình chia sẻ để cho các bạn nắm được đó là cái vùng kháng cự mạnh của Namaco để cho các bạn chốt lời, chứ không phải là một cái điểm mua nữa. Rồi như HAG, HAG ở đây thì cũng là một trong những cái vùng mà tương đối là kháng cự rồi, đúng không? Mình thấy là đây là một cái vùng kháng cự rồi. Chỉ có hưng phấn là nó sẽ vượt lên một tí, có thể là nó vượt lên vươn lên cái vùng giảm 11 luôn chẳng hạn, vẫn có thể, đúng không? Và chúng ta thấy là ở cái vùng kháng cự nó vẫn còn nằm ở phía trên này. Nhưng mà mình vẫn đánh giá là cái vùng này bắt đầu là một cái vùng bán được rồi, đúng không? Là cái vùng để chúng ta đã canh bán được rồi. Đó, đó là chúng ta cần quan tâm. Rồi tiếp theo là BAF, đúng không? BAF này thì cổ phiếu này nó mới lên sàn thì chúng ta cũng chưa có thấy được những cái gì nó tích cực lắm. Thì chúng ta thấy là với cái độ tích lũy này thì các bạn thấy là nó vẫn đang nằm trong một cái dao động tích lũy thôi. Còn cái biên độ này thì chúng ta cần chờ nó có vượt qua hay không. Còn nếu mình giao dịch thì mình chỉ thiên về cái xu hướng là gì? Khi mà tích lũy như này thì chúng ta cần quan sát ở cái vùng đỉnh đỉnh cao này, khi mà những cái cổ phiếu này nó rướn tới. Rướn tới thì chúng ta có thể canh bán thôi. Đúng không? Rồi, đó là về cái cổ phiếu về như là BAF ha. Còn đối với lại hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cổ phiếu VIX và Vinhome. Thì mình vẫn đánh giá với các bạn và các anh chị là gì? Là VIX và Vinhome á, là hai cổ phiếu mà gần như nó đã điều chỉnh về những cái vùng cân bằng về cái mặt rất dài hạn ha. Thì bạn thấy là đây là cái vùng cân bằng cũng tương đối là dài hạn, vì bạn thấy không, đây là cái vùng cân bằng dài hạn thì nó cũng không ngoại trừ nó sẽ bị nhúng về đây. Nhưng mà mình thấy là ở đây là một cái vùng hỗ trợ rất dài cho đối với lại VIX ở cái vùng mà hỗ trợ đó 65 65.8 68. Hôm nay thì mình thấy là nó cũng về ở chỉ đâu đó cái khu vực 66 chấm mấy thôi, thấp nhất của nó 66.2 thôi. Thì như vậy thì nếu mà các bạn nào cầm dài thì dù có lời đồn như thế nào nữa, đúng không, nếu mà có những cái vị trí mua thì bạn thấy là cũng rất là tích cực, đúng không? Thì nếu mà đúng như vậy thì đây là một cái vùng cân bằng rồi đó, vùng cân bằng rồi. Thì có thể là chúng ta thấy là có những cái thông tin như này thì có thể là chúng ta không khó để chúng ta mua trong ngắn hạn được, đúng không? Nhưng mà mình thấy là nếu mà đầu tư về dài thì cũng ráng nắm và cũng đủ cái niềm tin để cho những cái cổ phiếu này đó. Rồi như Vinhome cũng vậy, mình thấy là Vinhome với lại VIX giai đoạn này có những cái nến nó rất là giống nhau, đúng không? Mình thấy là những cái nến xanh đỏ xanh đó, như vậy là rất giống nhau của cổ phiếu Vinhome, rất là giống nhau. Thì bạn thấy Vinhome thì nó lại là một trong những cái vùng gọi là tích lũy, đúng không? Tích lũy nền của Vinhome thôi. Nói chung là đoạn này thì cũng không có gì quá xấu. Nếu mà tích lũy nền như vậy thì cứ mạnh dạn thôi. Đó, các bạn nào mà đầu tư dài thì chúng ta cứ bình tĩnh mà tham gia đối với cổ phiếu Vinhome thôi, đúng không? Đó, đó là chúng ta thấy là cũng nhìn nhận với các cổ phiếu như vậy thôi, chứ cũng không có gì quá đặc biệt. Rồi, chúng ta sẽ nhìn vào những cái cổ phiếu về như là giảm mạnh trong ngày hôm nay, như Vietcombank, Techcombank, rồi VIB như thế nào. Đó, đầu tiên mình sẽ thấy Masan. Đó, Masan như thế này nha. Masan thì mình thấy là đâu đó thì cái nguy cơ nó có thể test lại cái vùng này một lần nữa, thì các bạn có thể xem xét cho Masan ở cái vùng giá 90, 91. 90, 91 của Masan. Đó. Và xa hơn thì nó vẫn có thể về đâu đó ở khu vực 87 trở lại một lần nữa. Thì chúng ta sẽ xem xét coi nó như thế nào. Đó, thì có nghĩa là từ ở cái vùng 87 cho tới cái vùng 91 là cái vùng mà chúng ta cũng có thể xem xét tham gia cho Masan. Ok ha. Masan thì các bạn cứ lưu ý thôi, thì chung tầm vài phiên nữa các bạn sẽ thấy được những cái vùng giá tốt để cho các bạn vào. Ok. Rồi như Vietcombank thì như thế nào? Đây, đúng không? Vietcombank thì chúng ta thấy là nó có một cái vùng hỗ trợ cũng tương đối sâu phía dưới. Thì giống như chúng ta thấy là về Vietcombank thì chúng ta thấy là về mặt dài thì mình thấy là nguy cơ nó chỉnh là vẫn còn nha các bạn. Đúng không? Nguy cơ nó điều chỉnh là vẫn còn này. Rồi như
Ở Vietcombank thì cái vùng này nó là hỗ trợ, nhưng mà em thấy là ở cái đoạn nó bị gãy đi nè, thì nó vẫn có thể về dưới cái vùng này, đó là chuyện rất là bình thường đối với về Vietcombank. Nào mà thì mình nói chung về cái nhóm ngành ngân hàng này thì mình cũng đã nhìn nhận với mọi người cái nhóm ngân hàng này nó cũng phải cần có một cái sự tích lũy, thì mình cũng đã có những cái nhận định của mình đó. Thì cái nhóm ngân hàng nó vẫn có nguy cơ là test lại nền hoặc là test đáy. Test nền này bạn thấy là nó có thể tích lũy quanh cái vùng này, và cái dao động nó sẽ đi về ở những cái vùng ở 155 ha, và tích lũy ở cái vùng này, hoặc là có thể nhúng sâu xuống đây và test đáy. Đó là cái chuyện rất là bình thường của cái cổ phiếu về ngân hàng. Thì chúng ta sẽ cần quan sát và chờ thêm. Thì như cụ thể các bạn thấy là như là Techcombank và Vietcombank, VBank như thế nào đó, Techcombank này, Techcombank đúng không, bạn thấy là giai đoạn này nó tích lũy nè, tích lũy đúng không, thì chúng ta sẽ canh thôi, tham gia dao động thôi. Này là tích lũy, sẽ chắc chắn là sẽ tích lũy nha bạn, những cái phiên dao động này của Techcombank. Điều chỉnh như thế này thì mình thấy là có nguy cơ nó cũng test nền hoặc là test đáy có khả năng xảy ra đối với lại Techcombank ha. Còn đối với VBank thì như thế nào? Thì VBank thì mình thấy là nó vẫn đang lơ lửng nha, nó vẫn chưa về cái hỗ trợ phía dưới này, thì vẫn có khả năng là VBank nó sẽ điều chỉnh về một nhịp về ở vùng 25. Thì khi mà về vùng 25 này, bạn anh chị có mua hay không? Đó, đó là cái câu hỏi của mình sẽ đặt cho mọi người. Đó, chứ còn mình nếu mà chỉnh về đây sẽ là một cái vùng giá rất hấp dẫn để cho chúng ta tham gia. Đó, thì các bạn mua trong những cái mặt hỗ trợ dài hạn thì các anh chị và các bạn phải cần tính cho những cái sự mà nó chiết khấu cao hơn, là nó có thể là giảm sâu hơn một tí, đó là chuyện rất là bình thường ha. Thì các bạn và các anh chị cũng cần quan tâm nha, đây mình cũng để sẵn rồi. Thì nói chung là nếu mà có những cái sự điều chỉnh là mình thấy có một cái cơ hội nào đó cho cái cổ phiếu VBank, cũng như mình thấy là MBBank đúng không, bạn thấy trong cái đoạn này nó vẫn chưa chỉnh này, thì sau đó nó cũng sẽ chỉnh về rất nhanh thôi, về rất nhanh ở đoạn này của MBB, MBB. Thì đa phần như các bạn và các anh chị thấy là các nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn có khả năng là điều chỉnh và test đáy, thì chúng ta sẽ cần quan sát. Rồi, tiếp theo là chúng ta thấy là đến những cái nhóm ngành mà nổi trội ở cái vùng này, đó là cái vật liệu xây dựng sẽ như thế nào, đó là 2300. Về xây dựng, vật liệu xây dựng thì như mình cũng đã thấy đây là một cái vùng hỗ trợ về cho cái nhóm này, thì các anh chị và các bạn cũng nên cần quan tâm, mình thấy là có thể là cần quan tâm rồi. Và cái nhóm ngành này nó mà điều chỉnh một nhịp trở lại test là vùng này, đó là vùng ngoại tâm. Đó, về những cái vùng hỗ trợ dài hạn hơn của cái nhóm này, nó vẫn nằm ở cái vùng 54.5, 54.5, thì trong đây là cũng sẽ là một trong những cái vùng tương đối tích cực để cho mình tham gia. Thì trong cái nhóm này gồm những cái gì đó thì các bạn nhắc vào để xem đúng không, các nhóm ngành. Thì có về xây dựng thì như có HBC, VCG, HUT, LCG, IDC. Đó, cũng gọi là xây dựng, và các cổ phiếu về nó cũng thuộc về vừa xây dựng mà thuộc về khu công nghiệp như IDC chẳng hạn. Đó. Rồi BC1 là vừa xây dựng mà cũng thuộc về có một phần nào đó về điện gió. Đó. Điện gió, điện năng lượng tái tạo. Cái đó là chúng ta cũng cần nói thêm ha. Thì đối với cổ phiếu như mình về xây dựng như cụ thể như Hòa Bình đó, thì Hòa Bình thì chúng ta thấy là cũng đã có một cái hồi phục rồi. Về hồi phục như vậy thì nó có khả năng nguy cơ test lại hay không, thì mình thấy là vẫn là có. Ở đây nó có một cái kháng cự rồi, ở đây là hai cây nến gọi là bị có cái râu nến rồi, gọi là rút nến, thục nến, hay là thục nến nhưng phải rút nến vậy, thì cho nên là cũng có nguy cơ nó sẽ bị điều chỉnh một nhịp và tích lũy trở lại, có thể là điều chỉnh về đây mà đúng không, điều chỉnh về cái nền này, nói chung là chúng ta chưa biết được. Nếu mà chỉnh về đây sâu quá thì chúng ta thấy là nó nguy cơ nó test đáy thôi, nhưng mà ở đây nó cũng không có cái hỗ trợ gì cho HBC, FCN.
Đó, SN nó cũng rơi vào cái giai đoạn tích lũy, à, thế SN cũng rơi vào cái giai đoạn tích lũy, à, thì chúng chưa có cái điểm mua gì hết rồi. Nói chung là SN thì các bạn vùng này thì mình thấy là cũng có thể mua, chấp nhận mua được ha. Nói chung là cái rủi ro nó cũng không quá nhiều đâu, mình thấy là cái vùng tích lũy này nó có rủi ro nó cũng không quá nhiều ha. À, tính ra cũng 12%, nhìn nhỏ nhỏ thôi chứ cũng 12% nha các bạn anh chị nha. Thì cho nên là tốt nhất thì chúng ta cứ đợi cho nó tích lũy những cái vùng thấp chúng ta mua, hoặc là test nền như thế này chúng ta mua thôi. Đó là những cái cổ phiếu về xây dựng. Nói chung là các mặt các anh chị cũng nên quan tâm tới cái nhóm ngành xây dựng này. Tại vì sao? Tại vì mình thấy là những cái giá nguyên vật liệu như là cái thép hoặc xi măng, đúng không? Giống như cái ngành thép thì cũng đã điều chỉnh giảm rất là nhiều, vì chúng ta thấy là giá thép hiện tại cũng đang giảm mạnh trên thị trường và giảm liên tục rồi. À, cho nên là cái cổ phiếu ngành thép này cũng các bạn cũng nên quan tâm rồi. Rồi như các vật liệu thì cũng có như là Hà Tiên, đúng không? Cũng giảm mạnh rồi nè. À, rồi BCC cũng giảm mạnh rồi nè. Đó, thì cho nên là giá nguyên vật liệu cũng đã giảm khá là tốt rồi. Thì cho nên cũng có thể cần quan tâm đến cái nhóm này. À, nhóm về xây dựng á. À, khi mà đầu tư công á, à, các bạn và các chị thấy là về đầu tư công nếu mà khởi động tốt thì cái nhóm xây dựng các bạn cần quan tâm, đúng không? Thì khi mà đầu tư công xây dựng như vậy thì cũng có phải cần có những cái vật liệu xây dựng này. Thì vật liệu xây dựng thì nó gồm thêm những cái ngành thép nữa. À, thì mình nghĩ là đối với những cái nhóm ngành này thì chúng ta cũng có thể quan tâm nếu mà thị trường điều chỉnh. À, thị trường điều chỉnh thì có những cái giá chiết khấu tốt, vì các bạn mong muốn như này thì mình thấy là, à, với cái sự mong muốn của chúng ta là luôn luôn phải mua được hàng giá rẻ. Như vậy tại sao mình đã cũng đặt câu hỏi cho mọi người như này, tại sao khi thị trường nó giảm thì chúng ta không mua mà chúng ta đợi nó xanh chúng ta mới mua, đúng không? À, thì như vậy là một cái điều mà chúng ta cũng rất là quan ngại về cái việc đầu tư. À, cho nên là khi thị trường giảm thì như vậy chúng ta phải tìm cách gọi là mua ở đâu là quan trọng nhất của đối với thị trường. À, chứ không phải tại vì bản thân chúng ta mua đi đi đâu mua cũng vậy thôi, chúng ta cũng trả giá. À, các bạn và các chị ra chợ chúng ta cũng trả giá. Như vậy tại sao ở trên thị trường này chúng ta không trả giá? À, đúng không? À, và trả giá mà không ai có ý kiến gì hết, đúng không? Không có ai ý kiến mà người ta sẵn sàng trao tay cho các anh chị và bạn ở những cái vùng giá rẻ, giá hời, giá ve chai, giá đồng nát. Đó, đó là những cái mà chúng ta cần lưu ý, và chúng ta tìm những cái điểm như vậy để chúng ta tham gia là một cái vùng giá rất là hời. Đó. Giống như HT1 thôi, mình thấy ví dụ như HT1 thì các bạn cũng sẽ thấy được là nó đâu đây là nó là một cái hỗ trợ rồi. Đó. Không, cái cũng là một cái hỗ trợ của HT1 rồi. Thì cho nên là nếu mà ở những cái vùng giá thấp thấp nó rơi vào những cái vùng giá thấp như vậy thì chúng ta có đáng dám mua hay không, thì mình cũng đặt câu hỏi cho mọi người ha. Đó, và nó cũng có một cái nền đâu đó ở quanh ở cái vị trí này. Đó, cái vị trí quanh vùng 10, 11, 12, 11.5, 12 này. Đây là một cái vùng mà có thể xảy ra, vì trong bạn thấy là trong cái mặt dài hạn nó về đây thôi, nhưng mà cái ngắn hạn nếu thị trường giảm nha, mình thấy nếu thị trường giảm thì cái cơ hội lúc mà những cái cổ phiếu này nó chiết khấu giá tốt đó là cái cơ hội nha các bạn, chứ không phải rủi ro đâu. Đó, cho nên là mình cũng muốn chia sẻ để cho các anh chị và các bạn để bàn. À, đó thì tốt nhất là khi mà thị trường điều chỉnh thì mình thấy là gì, những cái nhóm ngành cần quan tâm đó là nhóm ngân hàng, đúng không? Bạn thấy đó, những cái cổ phiếu nó cũng có cái hỗ trợ rõ ràng như vậy thì chúng ta cứ mạnh dạn tham gia. Rồi những cái cổ phiếu về thép chẳng hạn, đúng không? À, những cổ phiếu về thép, rồi những cái cổ phiếu về bất động sản. À, bất động sản. À, thì bất động sản thì mình thấy là gì, à, bất động sản là nó vẫn chưa điều chỉnh xong các bạn, nói chung là vẫn tích lũy thôi. Nói chung về vùng này thì nó có hồi phục thôi. À, nhưng mà về xu hướng mình thấy là nó vẫn đang đi xuống, đúng không? Về mình thấy T canh thì xu nó đang vẫn có một cái hướng nào đó đi xuống, thì cho nên là mình vẫn chờ về những cái vùng này đó. Thì mình chia sẻ cho các bạn những cái cổ phiếu về bất động sản công nghiệp thì các bạn cần quan tâm, giống như là VCM thì bạn thấy là nó về trung hạn như vậy
thì các bạn cũng có thể kiên nhẫn chờ ở cái vùng giá từ 50 51 này để cho các bạn cũng có thể vào, đúng không? Đó, hoặc là SCC. Đó, SCC nếu tích lũy tốt thì chúng ta cũng có thể xem xét chờ được. À, của SCC ha. Mà mình thấy là những cái điểm như thế này thì mình cũng quan ngại là nó có thể về cái vùng nền này hay không. Thì mình thấy là nó có phản ứng rất là tốt ở hai cái đầu nến này, ở cái vùng nền chỗ này. Đúng không? Gọi là cái nền ở đây nó bật lên rất là tốt. Thì đối với SC thì bạn cũng cần quan sát. Đó. Thì có một cái số cổ phiếu về bất động sản khu công nghiệp ha. Giống như là ở đây thì mình thấy có CCL cũng đang có một cái dao động tích lũy cũng rất là tốt ha. Thì bạn có thể tìm kiếm lại xem mình có làm về có cổ phiếu về bất động sản khu công nghiệp rồi. Hôm nay thì có IDC vẫn là tích cực. Đó, thì về IDC thì mình thấy là nó đang gặp một cái vùng kháng cự ở cái vùng 56.5. 56 tới 56.5 thì chúng ta thấy là có thể là nó sẽ lên được ha. Thì nếu mà ngắn hạn thì chúng ta có thể canh chốt ở những cái vùng này của IDC. Ok ha. IDC ngày hôm nay thì cũng khá là tích cực của IDC nha. Rồi những cái cổ phiếu như D2D chẳng hạn. Đó. D2D này. Ở đây thì các bạn thấy là nó cũng có một cái hỗ trợ tương đối nhìn rất là rõ ở cái vùng này ha, D2D. Đúng không? Đó, thì các bạn có thể quan sát ở những cái vùng khi mà nó về loanh quanh ở cái vùng 34 đến 35. 34 35 là một cái biên ở đó mà các anh chị phải cần quan tâm. Đó, đó thì mình chia sẻ cho các bạn và các anh chị về cái bất động sản khu công nghiệp ha. Tại vì sao mày? Như mình có nói đầu thì bất động sản khu công nghiệp là cần quan tâm là vì cái tỷ lệ lấp đầy và cái giá cho thuê cũng được tăng. Đó, còn bất động sản mà về dân dụng á, thì chúng ta thấy là hiện tại thì nó rất là khó về gặp những cái trở ngại như phát hành rồi trái phiếu đúng không? Còn có cho lại hay chưa thì chúng ta thấy là cũng rất là ít người. Đó, và bây giờ thì nếu mà lãi suất tăng như vậy thì các bạn thấy là về doanh nghiệp thì nó cũng chưa chắc gì được hưởng lợi đúng không? Chưa chắc gì còn được lợi về trái phiếu. Rồi tiếp theo là đến cái ngành chứng khoán. Các bạn thấy là cái ngành chứng khoán là cũng trong một cái ngành cũng đang cần quan tâm ha. Đó. Thì đang nhìn chung thì bạn thấy là các cổ phiếu dòng chứng khoán thì đang gặp cái kháng cự ở đây, cho nên là các dòng như HCM cũng đang có một cái sự giảm mạnh khi nó đang mất cân bằng rất là lớn trong ngày hôm nay, hoặc là VCI đó cũng đang có khả năng điều chỉnh và tích lũy trở lại của cái dòng VCI. Rồi như là các cổ phiếu như VND cũng đang có một cái tích lũy và đang điều chỉnh trở lại, chỉ có cái ông SI là đang tích cực nhất thôi. Thì đối với SI thì mình cũng đã thấy là sắp tới vào ngày 25 tháng 7 này là ngày gọi là chốt cái quyền mua. Đó, chốt cái quyền mua cho nên là trong giai đoạn này có khả năng thì nó phải giữ giá tốt. Có nghĩa là mình thấy là sẽ có một cái nhịp tích lũy tốt để có thể là cho người ta tham gia đúng không? Tham gia phát hành thành công. Rồi, đó là về dòng chứng khoán. À, và cả về dòng dầu khí hiện nay. À, mình thấy là dòng dầu khí, mình nói về dòng dầu khí tí, dầu khí thì cũng có những cổ phiếu mình thấy là rất là tích cực, nhưng hiện tại thì dầu nó đang rơi vào cái giai đoạn tích lũy nha, cả trung hạn và dài hạn, ngắn hạn nó đều đang tích lũy, cho nên là đối với cái dòng dầu khí thì mình chỉ thấy được các cổ phiếu như gas, gas này đó, nếu có về cái hỗ trợ này thì các bạn và các anh chị có thể tham gia được. Nó sẽ rơi vào ở cái vùng 86 cho tới 89 ra thì các bạn có thể tham gia ha. Chỉ có Bình Sơn là nó cũng vẫn cần có một cái thời gian điều chỉnh về đâu đó ở cái vùng 17 tới 19 này lại ha. Đó, thì nếu mà ở đây được thì các anh chị và các bạn có thể là xem tham gia, tại vì các bạn biết rồi thì về Bình Sơn thì nó sẽ có một cái nhịp nhúng rất là sâu vì cái biên độ dao động của Bình Sơn nó lên đến 10 15% đúng không? 15%. Cho nên là cái biên đó, biên trong phiên của nó cũng khá là lớn, sốc nhiệt đúng không? Bạn thấy đấy, mua một phiên có thể lời 30% có thể. Mua sàn lên trần 30%. Hoặc sàn lên tham chiếu thôi cũng 15% như vậy.
cái biên độ của Bình Sơn khá là hấp dẫn, mình thấy là khá là hấp dẫn. BBC này, BVD này, bạn thấy không? BVS này. Ở những cái giai đoạn này thì các cổ phiếu này nó cũng sẽ rơi vào cái trạng thái tích lũy. Đó, nó rơi vào trạng thái tích lũy. Trừ khi tích lũy xong nha, mình thấy tích lũy xong ít nhất cũng phải 2 cho tới 3 tuần tới. 2 đến 3 tuần tới thì cái cơ hội của nó mới có. Đó, 2 3 tuần tới thì cái cơ hội của nó mới có. Như vậy nó mới tích cực được, đúng không? Lúc đó chúng ta sẽ xem lại. Đó, bây giờ là ngày, bạn nhớ nha, ngày 11 tháng 7 thì các bạn phải đợi tới 3 tuần nữa, 2 đến 3 tuần nữa thì có nghĩa là bắt đầu cuối tháng đầu tháng 8 thì chúng ta sẽ xét lại trở lại với cái các cổ phiếu như BVD, VS. Còn Bình Sơn với lại GAT thì chúng ta thấy là quá rõ về cái hỗ trợ, cho nên là chúng ta cũng có thể xem xét được rồi. Đó, các cổ phiếu về dòng điện nữa bạn. Đó, về dòng điện như thế nào? Về dòng điện thì mình thấy là điện nước, điện nước, xăng dầu như thế nào, bảo hiểm, mình có bảo hiểm như thế nào mà bảo hiểm thì nó vẫn tích lũy thôi, đúng không? Giai đoạn này mình thấy là bảo hiểm nó tích lũy, mà thấy cái dao động của bảo hiểm nó như thế này thì không có quá nhiều hấp dẫn, không có quá nhiều hấp dẫn, phải cần tích lũy. Thì như vậy thì trong bảo hiểm thì nó chỉ có, mình thấy có hai cổ phiếu là hấp dẫn thôi, đó là MIT. Nó đủ cái, tại vì nó đủ cái độ thanh khoản để chúng ta giao dịch thì MIT đó. MIT thì về bảo hiểm nha, thì mình cũng vẫn phải chờ dưới đây nha bạn. Đó, thì trên cái like, ở trên cái clip này thì mình chia sẻ cho các bạn về đây đó. Thì nó cũng phải về đâu đó ở những cái vùng này thì chúng ta mới xem xét cho cái việc hấp dẫn của MIT đó. Còn Bảo Việt thì như thế nào? Bảo Việt thì chúng ta thấy là cổ phiếu này nói chung là nó tích lũy, gọi là tính theo năm luôn rồi bạn. Đó, bạn tính theo năm luôn rồi, nó cũng không có dao động quá nhiều. Đó, nhìn thì chúng ta thấy là nó dao động cũng không quá nhiều quá lớn. Như vậy thì nó, cái biên của nó cũng đang có một cái, những cái dấu dấu hiệu là tích lũy thôi. Mình thấy là tích lũy thôi. Còn mà để mà Bảo Việt mà tăng trở lại nha, mình thấy là lúc đó nó phải vượt qua cái vùng 70 á. Đó, vùng 70 là lúc đó bạn thấy là sẽ có tín hiệu về mặt dài hạn cho cổ phiếu Bảo Việt, và lúc đó là cái cơ hội rất lớn, rất lớn cho ngành bảo hiểm. Còn bây giờ thì chưa, bây giờ mình thấy là vẫn chưa. Đó, còn có những cái tín hiệu mua sớm là nó phải tích lũy và vượt lên cái vùng ít nhất 59-60. 59-60 này thì lúc đó ta sẽ bắt đầu có một cái tín hiệu trong tháng hàng sẽ xuất hiện ra cho Bảo Việt. Rồi, tiếp tục là về ngành điện, phải không? Ngành điện thì cái nhóm ngành điện này thì các bạn thấy là nó nằm chung với lại những cái nhóm ngành khác đó, xăng dầu luôn á, thì nó thuộc về cái nhóm ngành cũng gọi là dịch vụ hạ tầng, gọi là dịch vụ tiện ích đó, thì nó cũng rất là khó về phân luồng, gọi là phân ra, đúng không? Phân ra từ cái nhóm ngành đó, thì các bạn và các anh chị thấy là nó đang có một cái tích lũy dao động. Dao động tích lũy ở vùng này. Thì cái nhóm ngành này thì mình thấy là về điện nha, về điện như ri đó, thì mình cũng chia sẻ là cái vùng hỗ trợ này nó tương đối là gần, tại vì nếu mà gần như vậy á, thì nó mà hồi lên thì nó gặp ở cái vùng này thì nó cũng không quá hấp dẫn. Mình lúc đó mình thấy là không quá hấp dẫn đó, thì cho nên là mình vẫn phải chờ cái vùng này đó. Đó là cái vùng hỗ trợ chỗ này nè các bạn. Đó, nó cũng là một cái nền và cũng là một cái đỉnh trước, thì lúc đó chúng ta sẽ chờ nó test ít nhất là từ cái vùng đỉnh 65, vùng đỉnh 65 cho tới vùng 60. Đó là hai cái vùng, đây là cái vùng mà chúng ta chờ cổ phiếu ri, đúng không? Đó, rồi NT2 chẳng hạn, NT2 chúng thấy là rơi về cái vùng này thì nó sẽ lình xình ha. Nói chung là NT2 thì nó những cái dạng này nó cũng không hấp dẫn lắm các bạn. Thì nói chung là NT2 thì các bạn thấy là nó cũng không có quá nhiều giao dịch tốt được. Nói chung là có sóng vô, sóng thì nó chạy được một đoạn thôi. Hoặc là VSH chẳng hạn, người ta thấy chạy rất là chán á. Vô sóng thì nó chạy một đoạn thôi, chứ còn còn lại thì nó tương đối lình xình. Thì mình chỉ có RE hoặc là GRG. Đó,
Rồi HDG thôi, GG thì mình thấy như thế này thì chắc cũng nên đợi nó về đâu đó ở cái vùng dưới đây quá các bạn, đúng không? Đó, về đây một lần nữa đi. Nói chung về dưới đây thì nó cũng tương đối là an toàn. Nói chung là về đây chắc cũng phải tầm trong tháng này, tháng sau là tới rồi. Hơi lâu. Nói chung đoạn này thì như thế nào cũng rất khó ha. GG. À, nói chung là tùy nhóm ngành là có tích cực thấy được có hỗ trợ tốt thì chúng ta sẽ tham gia ha. Còn như các bạn thấy là như bây giờ những cái dòng thủy sản thì cũng không ai nhắc tới hết rồi, cứ đau như này thì rất khó ha. Thì như thủy sản như này thì các bạn thấy là nó ANV chẳng hạn hoặc là Vĩnh Hoàng nó sẽ có những cái hỗ trợ như thế này đó, thì mình không biết là nó có thể bật tăng như thế nào, nhưng về về mặt trung hạn thì nó có thể là đủ. Đây là một cái hỗ trợ của nó ở cái vùng Vĩnh Hoàng ở vùng 83, thì như mình chỉ là thấy nó T cộng thôi. T cộng thôi, không không quá nhiều ha. ANV cũng vậy, ANV thì nó cũng rơi vào đâu đó ở 38, 37, 38 thì những cái vùng như thế này đó, những cái vùng như chỗ này thôi. À, thì về đây mình có thể T cộng thôi đối với những cái cổ phiếu dạng như thế này ha. T cộng nhớ bạn, mình cũng không gọi là kỳ vọng quá nhiều ở những cái cổ phiếu mà nó đang ở một cái sườn bên phải. À, ý là những cái cổ phiếu mà nó tăng rồi thì nó giảm lại thì dòng tiền nó sẽ bắt đầu mất rút ra. À, dòng tiền mình thấy bắt đầu suy yếu đi. À, và những cái đường trung bình dòng tiền nó cũng đi xuống, thì cho nên là nó sẽ dòng tiền nó sẽ rút ra và nó chuyển hướng. À, những cái dòng này nó sẽ không còn hấp dẫn lắm. À, chúng ta cần lưu ý thôi, giống như cảng biển thôi. Cảng biển như vậy thì bạn thấy là trong về mặt dài hạn thì nó vẫn đang nằm lơ lửng đúng không? À, lơ lửng như thế này thì chưa có phải là một cái điểm mua tích cực gì, thì thôi chúng ta nên đợi nó về đâu đó gần nhất 54 nó sẽ có phản ứng, hoặc là nó về lại 49, 49, 50 thì những cái vùng đó sẽ hấp dẫn hơn đối với cổ phiếu HAH. À, thì đó là những cái nhóm ngành về thủy sản, rồi nhóm ngành cảng biển. À, những cái nhóm ngành đó và nhóm ngành hóa chất. À, hóa chất thì chúng ta thấy là có như DGC, DGC đúng không? DGC thì cũng có một cái dịp hồi phục rồi. À, các bạn thấy không? À, về trong mặt chung dài hạn thì nó vẫn đang lơ lửng, chưa điều chỉnh về cái vùng cân bằng, cho nên là vẫn có thể chỉnh thêm. À, cho nên là bạn thấy dòng tiền bắt đầu nó suy yếu đi. À, CV vậy. À, rồi như là Đạm Cà Mau, Đạm Cà Mau thì các bạn thấy không, thì nó có phản ứng tốt ở cái vùng hỗ trợ này, nó bật lên, và các bạn mà mua thì T3 thôi, T cộng là về chốt lời đó. Thì những cái phiên như thế này mua thì mua xong bạn về chốt lời đó, chứ còn mà giữ nữa thì mình thấy là có nguy cơ thôi, mình thấy nó có nguy cơ. Đó là những cái cổ phiếu mà chúng ta cần lưu ý quan tâm ha, đó, chia sẻ cho các bạn các anh chị ha. Thì những cái dòng này thì chưa có hấp dẫn lắm, thì chúng ta thấy là bây giờ nếu mà dùng tiền thị trường giảm mạnh thì các bạn phải chú ý, khi mà giảm mạnh đó các bạn phải chú ý đến những cái nhóm ngành leader đó, phải rà soát lại những cái cổ phiếu trong V30 đúng không? Ít nhất thì các bạn các anh chị phải rà soát lại cái cổ phiếu trong V30 đó, và những cái cổ phiếu về những cái nhóm ngành nào đang gọi là lead cho thị trường đó và đang nổi nổi trội nhất, ví dụ như cổ phiếu VIX thì sao, Vinhome thì sao, rồi Vinamilk thì sao đó, là những cổ phiếu mà có chú trọng cao thì chúng ta phải lôi ra để kiểm soát. À, ví dụ như Vinamilk ở đây thì các bạn thấy không, nó quay lên nó sẽ gặp một cái kháng cự ở quanh ở cái vùng 74-75 rồi. 75 là một cái kháng cự cho Vinamilk đó, các bạn sẽ không thấy về mặt trong ngắn hạn, các bạn thấy nó nằm ở vùng này thôi, nhưng mà về mặt dài hạn là quay lên nó gặp cái tư can như này, can là kháng cự cho Vinamilk. Và vì vậy thì trong về mặt ngắn hạn thì Vinamilk sẽ có một cái nhịp tích lũy và chỉnh trở lại, thì lúc đó chúng ta sẽ tham gia và kỳ vọng là nó sẽ lên được cái vùng 78 80 đó, và nó hình thành lên, các bạn thấy là cũng sẽ hình thành lên một cái kháng cự lanh quanh ở cái vùng 75 trở lại nè đó. Thì cho nên nếu mà tích lũy và điều chỉnh mà nó vượt qua được thì mình sẽ kỳ vọng nó tiếp theo là cái vùng 88, thì trước sau gì đó thì mình thấy là Vinamilk nó cũng sẽ có một cái nhịp kỳ vọng lên được trên cái vùng này trở lại vậy đó. Những cái vùng mà trước đây ha, đó nó cũng rơi vào khoảng tầm 84, 85
những cái vùng này của Vinamilk. Thì như vậy chúng ta phải cần chờ nó điều chỉnh ha, có một cái nhịp điều chỉnh rõ nét hơn và tích cực hơn, lúc đó chúng ta tham gia nó tuyệt vời hơn. Còn giai đoạn này nó đang ở cái vùng kháng cự thì chúng ta cứ nên bình tĩnh thôi, để các bạn cứ chú trọng tới cái việc đó ha. Còn các bạn nhớ Vinamilk thì mình cũng chia sẻ cho các bạn về những cái vùng cân bằng đúng không? Đó, Vinamilk cũng về cân bằng, mà thấy là cổ phiếu Vinamilk thì bây giờ hiện tại cổ phiếu VIX nó rất giống Vinamilk nha các bạn, đúng không? VIX hiện tại nó rất giống Vinamilk. Vinamilk nó về đây là mình chia sẻ cho các bạn mua này đúng không? Những cái vùng như thế này, thấy là về mặt dài hạn, đây là về mặt rất rất dài hạn cho Vinamilk. Rồi tiếp theo là các cổ phiếu như MLG. MLG thì nguy cơ chỉnh nhiều hơn. Như vậy nếu mà những cái cổ phiếu như Masan, MLG mà chỉnh thì các bạn thấy có cái gì được, có cái gì giữ được các bạn? Thì mình nghĩ là sẽ có những cái nhóm ngành như là ngân hàng phải cần giữ nhịp, hoặc các cổ phiếu VIX nó cần giữ nhịp, và thấy biết cổ phiếu VIX là họ VIX thôi, hai cổ phiếu VIX và Vinhome thôi giữ nhịp cho thị trường cũng sẽ rất là ổn nha. Hai cổ phiếu đó giữ nhịp cho thị trường rất là ổn ha, thị trường cũng khá là lớn. Như FPT, FPT nguy cơ cũng có. Như vậy mình thấy là các cổ phiếu VN10 nè, VN10 đó, như mình thấy BID cũng điều chỉnh và tích lũy trở lại nè. Rồi ACB này, ACB thì cũng cần điều chỉnh này. Bảo Việt thì không không có gì. FPT thì nguy cơ điều chỉnh là có, đúng không? Ở một cái biên tích lũy dao động. Rồi GAP như là mình cũng có nói rồi, cũng gần về đó. Rồi như là GVR thì như thế này thì cũng chưa có xác định gì hết nha, vẫn đang một cái xu hướng chỉ xuống như này, thì cũng chưa có phải là để đỡ cho thị trường. Rồi như Hòa Phát, Hòa Phát bên vùng này thì cái vùng nó hơi tương đối hơi dài rồi, thì cũng có thể là nó có thể là giữ nhịp được cho thị trường, có thể giữ nhịp được. Rồi nói chung là cũng không có gì cổ phiếu gì nhiều, và có cổ phiếu kênh trên nữa là đó cổ phiếu BNG đó. Mình thấy là BNG cũng là một trong cổ phiếu rất là hiếm hoi vẫn đang nằm trên những cái vùng đỉnh của thị trường ha, và gọi là tốt nhất hiện nay so với thị trường chung. Không có còn phiếu nào các bạn. Vietjet thì cũng tích lũy thôi, Vietjet thì cũng tích lũy thôi, cũng không có quá hấp dẫn lắm. Vietcombank thì cần thêm ha. Rồi, ok, thì như vậy thì cũng từng nhóm ngành thì mình cũng đã có chia sẻ cho một vài cổ phiếu cho các bạn mà các anh chị cần quan tâm rồi đúng không? Thì như là ngân hàng thì có vài cổ phiếu như Techcombank rồi MBB rồi VBank đó. VBank nếu về những cái vùng như bạn thấy cân bằng ở vùng 25 là rất hấp dẫn đúng không? Ngành thép thì các bạn cũng có thể chọn, nếu mà về dài nha thì các bạn có thể là chọn Hòa Phát. Còn nếu mà các bạn mà chọn về những cổ phiếu mà nhanh mạnh thì các bạn có thể là chọn Vietnam Kim hoặc Hoa Sen đó, thì những cái cổ phiếu đó phải test đáy thì nó sẽ hấp dẫn nhất. Rồi như các cổ phiếu về ngành dầu khí chỉ có mình thấy là tốt là có gas Bình Sơn, BPDVS thì chưa thấy nó có cái điểm gì tích cực đúng không? Mình thấy là vẫn tích lũy. Rồi như bất động sản thì mình sẽ xu hướng về bất động sản khu công nghiệp, thì các bạn sẽ thấy được là như này mình có chia sẻ là BCM đúng không? Rồi những cái cổ phiếu như là SSC rồi như là CCL đó cũng khá là nhiều, và mình cũng có làm một cái clip về 90 cổ phiếu gì đó của bất động sản của công nghiệp, thì các bạn có thể xem lại cái vùng đó. Đó, mình cũng không đánh giá cao về bất động sản dân dụng ở giai đoạn này. Rồi cổ phiếu dầu khí đó. Và cổ phiếu ngành điện đó có RE cũng là một trong những cái cổ phiếu mà bạn cần quan tâm ha. Rồi bảo hiểm thì cũng chưa có nhiều hấp dẫn, quá hấp dẫn lắm trong đợt này. Rồi, ok, cảm ơn các bạn, các anh chị rất là nhiều các bạn. Và các anh chị thấy hay thì nhớ like và nhớ share giúp mình, cũng như là có thể là mời mình ly cà phê, cà phê để mà ủng hộ tinh thần. Hoặc là các bạn có thể là tham gia, kết bạn qua cái
Mã QR mình đang có ở cái góc bên tay trái đó, Zalo cũng như là có cái mã QR của AirDai, các bạn có thể mở tài khoản nhanh tại AirDai ha, với cái mã QR như thế này. Ok, cảm ơn các anh chị và các bạn rất là nhiều. Và những cái thông tin của mình đều nằm dưới cái phần mô tả hết nha. Còn các bạn và các anh chị có quan tâm tới cái cổ phiếu nào đó, nhóm ngành điện thì có như rất là nhiều ha, rồi phân bón dầu khí đó mình cũng chia sẻ hết rồi. Nếu mà có quan tâm thêm thì cứ comment ở phía dưới, mình sẽ làm cái clip chia sẻ cho các bạn và các anh chị luôn nha. Cảm ơn các anh chị và các bạn rất là nhiều, và hẹn gặp lại các bạn và các anh chị trong những video clip kế tiếp, và hẹn gặp lại vào cái lúc livestream hàng ngày vào lúc 10 giờ 15 nha. Bye bye và hẹn gặp lại.